Trời ơi, thương anh hai nó ghê luôn vậy đó. Rồi ok chưa? Rồi lại đây chú Biểu coi. Đứng ra xa ra, đứng ra xa ra mới quay mới được. Rồi hai anh em đứng lại với nhau coi. Cho coi. Rồi anh hai nói trước đi, anh hai tên gì, bao nhiêu tuổi, học ở đâu? Mình tên gì chứ, nói lại coi, mình tên gì? Mình tên rồi, bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Rồi, học ở đâu? Lớp mấy? Lớp 1. Rồi, rồi sao nữa? Mình rất sao mình rất là mong muốn được làm quen với các bạn. Mình rất được mong muốn làm quen với các bạn. Rồi, rồi muốn đến nhà các bạn đến nhà mình chơi thì ghé đâu? Cà phê gì? Tôi phải tên gì? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu mới được? Quán nhậu. Quán nhậu hả? Không phải, ở khu Trần Yên. Ở khu Trần Yên. Rồi. Đến con. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Bình Long. Bình Long. Bình Long bao nhiêu tuổi? 6 tuổi hả? Bình Long đi học chưa? Học chưa? Mày học trường nào? Bình Long học trường nào? Bình Long học trường nào? Hả? Bình Long học trường nào? Trả lời chú coi. Bình Long. Rồi. Rồi bây giờ mấy bạn muốn làm quen với Bình Long thì đến đâu? Ở đâu? Quán nhậu. Quán nhậu nào? Đây là khu phố mấy? Trời ơi. Làm lại coi. Anh xa xa kia kìa, Để anh hai xuất ra bên coi, cho em làm siêu nhân coi. Trời ơi, siêu nhân gì kỳ vậy? Siêu nhân gì nhảy không nổi vậy? Siêu nhân đâu? Làm lại coi, làm chục vòng coi. Siêu nhân không bay nổi. Rồi làm lại coi. Trời ơi, siêu nhân kỳ quá ông ơi. Chú hỏi hai tụi con nè, con trai dụng cảm để làm gì? Để chiếm quay bọt, Rồi gì nữa? Để lấy vịt tiêu để chọi quay bọt, để chết. Còn gì nữa không? Đánh quay bọt, đánh quay bọt. Sao cứ đánh quái vật vậy? Đánh quay bọt rồi, có gió mạnh mình lên xuồng. Hello con gái. Rồi, con tên nữa? Là gì? Năm nay con rồi, bao con nhiêu tuổi? Con phải học giỏi không? Là tuổi con gì? Con phải học giỏi không? Con gà thường ăn cái gì? Rồi, sao nữa? Học giỏi thông minh giỏi làm quá. Gì? Thưa sư có biết hát không nè? Thưa sư hát cái thầy nghe coi. Để làm gì? Con vẫn chưa có câu trả lời. Hẹn con 18 năm sau.